Xin chào Việt Nam, chào mừng các bạn đã đến với khóa học TypeScript. Do ở những khóa học trước mình có mở những khóa học về Angular Web App, Angular Form, Angular Router, thì để mọi người rõ hơn thì Angular là được sử dụng ngôn ngữ TypeScript để lập trình. Vì vậy hôm nay mình tạo ra một khóa học về ngôn ngữ TypeScript để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Thì Angular không phải là một ngôn ngữ lập trình mà là một framework sử dụng ngôn ngữ lập trình TypeScript. Vì vậy để có thể hiểu rõ hơn về Angular cũng như có thể học thêm về những bài học tiếp theo về Angular thì chúng ta cần phải nắm chắc kiến thức về TypeScript, hiểu rõ cú pháp của nó, các biến, các hàm, các lớp của ngôn ngữ này. Thì về căn bản, TypeScript là được phát triển từ JavaScript, được phát triển bởi Google. Đây là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, mã nguồn mở, và các file TypeScript thì có đuôi là .ts, phải dùng TSC, tức là TypeScript Compiler, trình biên dịch TypeScript, thì biên dịch ra file đuôi .gf thì mới có thể chạy trên trình duyệt được. Vậy thì TypeScript có những ưu điểm gì hơn JavaScript mà chúng ta nên học? Lợi ích của TypeScript so với JavaScript, đấy là TypeScript là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Vì vậy nó hỗ trợ rất nhiều cho việc lập trình hướng đối tượng. TypeScript có đủ cả 4 tính chất của hướng đối tượng, đó là tính kế thừa, tính đa hình, tính trừu tượng và tính đóng gói. Ngoài ra, TypeScript là một ngôn ngữ đơn giản, giúp cho việc học của chúng ta nhanh chóng dễ dàng hơn. Cú pháp ở trong TypeScript thì thân thiện, giống như ngôn ngữ nói thông thường. Vì thế việc học ngôn ngữ này là rất dễ dàng, kể cả với những người chưa học code bao giờ. Tiếp đấy thì so với JavaScript thì TypeScript có thể kiểm tra lỗi dễ dàng thông qua việc biên dịch. Thì TypeScript đã kiểm tra lỗi lúc biên dịch và sẽ highlight dòng lỗi lên để dễ kiểm soát lỗi hơn. Và cuối cùng, do là xuất thân từ JavaScript nên TypeScript được kế thừa rất nhiều thư viện hỗ trợ từ JavaScript, vì thế được hỗ trợ rất nhiều. Sau đây là tất cả những gì lợi ích của TypeScript mà chúng ta nên biết để chuẩn bị học về ngôn ngữ này. Bài hôm nay đến đây là hết. Ở bài tới, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và chạy thử một chương trình file TypeScript đơn giản hiện ra màn hình là Xin chào Việt Nam. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong bài học tiếp theo.